5 bí quyết giúp bạn niềng răng thành công. Như chúng ta được biết, cái dịch vụ niềng răng thời gian gần đây được rất là nhiều bạn trẻ quan tâm vì cái nhu cầu thẩm mỹ và chức năng. Và đặc biệt với cái khoa học tiên tiến về ngành nha khoa nói chung, dịch vụ niềng răng nói riêng. Các bác sĩ có chuyên môn về niềng răng thì được cập nhật rất là nhiều những cái kiến thức mới tiên tiến. Cái bí kíp giúp bạn niềng răng thành công là như thế nào? Chúng ta hãy xem hết cái video này nhé. Điều đầu tiên đó chính là chúng ta phải xác định được cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn sau khi niềng răng là gì. Thứ nhất là về cái thẩm mỹ hiện tại của các bạn. Thứ hai là về chức năng ăn nhai của các bạn hiện tại là như thế nào. Và sau khi niềng răng, các bạn mong muốn cải thiện nó ra sao? Thì hãy đặt những câu hỏi này cho bác sĩ có chuyên môn về niềng răng để tìm câu trả lời các bạn nhé. Chúng ta phải xác định được mục tiêu mong muốn khi mà kết thúc niềng răng là gì. Và tôi xin chia sẻ luôn là niềng răng không phải là một giải pháp can thiệp về mặt thẩm mỹ toàn diện. Có nghĩa là nó không phải là một cái giải pháp mà phẫu thuật thẩm mỹ để có thể mong muốn cải thiện về cái thẩm mỹ toàn diện cho các bạn. Nó chỉ là những cái phương pháp sửa chữa, một phần là sửa chữa được về xương, thứ hai là sửa chữa về trục răng, thứ ba là sửa chữa về khớp cắn sinh lý. Nên là các bạn đừng quá kỳ vọng sau khi niềng răng mình sẽ đẹp giống như là hoa hậu. Các bạn hãy xác định rõ mục tiêu mong muốn niềng răng của các bạn là gì để bác sĩ có thể lên cho bạn những cái phác đồ điều trị phù hợp với cái mong muốn hiện tại của các bạn. Cái bí kíp thứ hai mà giúp các bạn niềng răng thành công rất là quan trọng, đó chính là hãy tìm cho mình một cái nha khoa uy tín. Ở đó các bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm về niềng răng nhé các bạn nhé. Nhưng mà làm sao để các bạn có thể tìm kiếm cho mình được một cái nha khoa uy tín nơi các bạn mình sinh sống ạ? Có phải là một cái nha khoa rất là lớn và hình ảnh của bác sĩ rất là đẹp thì các bạn có thể mặc định đó là cái nha khoa uy tín và có bác sĩ chuyên môn về niềng răng không? Có rất là nhiều nha khoa người ta chỉ làm về thẩm mỹ thôi các bạn. Có rất là nhiều nha khoa người ta cũng chỉ chuyên sâu về implant thôi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều nha khoa người ta làm chuyên môn về niềng răng rất là nhiều. Thì các bạn hãy tìm hiểu bởi những cái đánh giá của những cái bạn đồng niềng trước đó qua hội nhóm của bạn sinh sống để có thể tìm được câu trả lời trước khi chúng ta tới phòng khám. Sau khi tới phòng khám thì các bạn phải chuẩn bị cho mình những cái câu hỏi liên quan tới nỗi đau của mình, vấn đề của mình, để đặt những câu hỏi đó cho bác sĩ có chuyên môn người ta tư vấn xem là những câu trả lời của bác sĩ có đạt được những cái kỳ vọng mà các bạn mong muốn trả lời bởi những câu hỏi đó hay không. Cái bí kíp thứ ba là sau khi các bạn đã chọn cho mình một cái nha khoa uy tín rồi, chọn được cho mình một bác sĩ có kinh nghiệm và chuyên môn rồi, thì các bạn hãy đặt trọn niềm tin vào bác sĩ của mình nhé. Tất cả những cái vấn đề của bạn khi mà quá trình các bạn thăm khám đấy, hãy đặt câu hỏi cho bác sĩ và tìm câu trả lời. Và cái bí kíp tiếp theo nữa giúp cho bạn có thể một cái hành trình niềng răng thành công, đó chính là các bạn phải tuân thủ cái lịch khám của bác sĩ. Hãy tuân thủ lịch khám của bác sĩ. Hãy sắp xếp thời gian của mình phù hợp để các bác sĩ có thể thăm khám định kỳ cho bạn. Bởi vì sao ạ? Cái quá trình mà chúng ta niềng răng đó chính là cái răng nó sẽ phải di chuyển từ vị trí này qua vị trí kia. Nếu các bạn để quá thời gian thì nhiều khi là chúng ta phải mất cái thời gian để sửa chữa lại thì nó sẽ kéo dài cái thời gian điều trị của các bạn. Thứ hai là trong cái quá trình mà chúng ta kéo sẽ có cái lực tác động của cái răng. Nếu mà chúng ta không được kiểm soát thường xuyên thì rất là dễ dẫn đến những cái tai biến không mong muốn. Nên là các bạn phải thăm khám định kỳ nhé. Đừng có để là chúng ta gắn mắc cài xong điều trị được một thời gian vì công việc nào đó mà nửa năm chúng ta mới quay lại phòng khám. Nên là các bạn hãy chú ý, hãy tuân thủ cái lịch thăm khám của bác sĩ. Và thêm một cái bí kíp nữa mà nó sẽ quyết định rất là nhiều tới cái tiến trình điều trị của các bạn, đó chính là chi phí. Có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi cho tôi là: bác ơi, tại sao ở đây là 25 triệu nhưng mà chỗ khác chỉ có 20 triệu thôi? Các bạn đừng quan tâm về giá khi niềng răng nhé. Bởi vì không có cái gì mà rẻ, mà tốt, mà bền được đâu ạ. Đúng không ạ? Tất cả những cái chi phí khi mà bác sĩ đưa ra cho bạn là nó dựa trên cái mong muốn của các bạn. Cái công việc mà bác sĩ phải làm,
cái số lần mà các bạn phải lên ghế thì đã được tính toán rất là chi tiết rồi. Nên là các bạn đừng có vì cái chi phí cao hay rẻ mà, nói chung là chúng ta không nên ham rẻ để sớm quyết định, vội vàng quyết định niềng răng. Nhiều khi những cái tai biến về niềng răng được thực hiện bởi những người mà người ta không có chuyên môn á, thì những cái tai biến là rất là khó sửa chữa và chi phí sửa chữa thì rất là cao. Nên là các bạn hãy tính toán là cái dịch vụ của các bạn nó sẽ theo các bạn cả đời. Chúng ta thử nhân lên và chia ra xem mà nó phù hợp hay không, và dựa vào cái tài chính hiện tại của chúng ta để chúng ta có thể lựa chọn cho mình những cái phương pháp điều trị phù hợp. Như là trong trường hợp của bạn thì chúng ta có thể có điều kiện hơn thì chúng ta có thể sử dụng những cái niềng máng trong suốt, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái mắc cài xứ, hoặc thấp hơn nữa là chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp điều trị như là mắc cài kim loại cổ điển. Đó thì tùy vào cái điều kiện về kinh tế để lựa chọn cho mình những cái giải pháp. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho bạn 5 cái bí quyết giúp các bạn có thể niềng răng thành công. Tôi hy vọng rằng các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, khi mà đang chuẩn bị có ý định niềng răng thì hãy chú ý nhé. Dựa vào những cái bí kíp ở trên sẽ giúp cho các bạn giảm được thời gian điều trị rất là nhiều. Tìm cho bạn một cái nhà khoa uy tín. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này. Tôi sẽ còn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo liên quan tới niềng răng. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn đang quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe răng miệng và muốn tìm hiểu thêm về các phương pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng hiệu quả thì đây là kênh dành cho bạn. Hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Đinh Xuân Hải Sức Khỏe Răng Miệng và bật chuông thông báo để nhận ngay những chia sẻ hữu ích từ bác sĩ chuyên gia. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong hành trình chăm sóc nụ cười Việt.